Sau đây tôi sẽ chuyển qua chế độ nghiền bột của máy. Ta sẽ bật công tắc. Chúng ta sẽ kiểm tra bột ra như thế nào. Vâng, đây là bột được nghiền từ gạo chúng ta vừa mới sát bằng đầu sát. Máy sát nghiền đa năng Dagio sử dụng động cơ 3 kW, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút, phù hợp với các hộ gia đình và kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.